là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta đúng không ạ? Nhưng với nhịp sống hiện đại ngày nay thì hầu hết chúng ta đều bị xoay vào guồng quay của công việc, sự bận rộn mà quên đi mất việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Thậm chí đến khi cơ thể ngã bệnh rồi chúng ta mới tìm cách điều trị. Nguyên tắc là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chính vì vậy nên video ngày hôm trước Nga đã chia sẻ đến bạn một sản phẩm chăm sóc sức khỏe giúp cho bạn có thể bồi bổ cho sức khỏe của mình một cách tốt nhất, phòng ngừa được các loại bệnh nguy hiểm. Đó chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Vôi Hoan. Và ngay sau đó thì Nga có nhận được câu hỏi của một khách hàng về sản phẩm này, rằng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Vôi Hoan có thực sự tốt hay không. Nga cũng không biết nói sao nữa, nhưng riêng đối với bản thân Nga và rất nhiều cảm nhận của khách hàng sau khi đã sử dụng sản phẩm này thì đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Nga chỉ có thể trả lời bạn rằng đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Bản thân Nga khi mà sử dụng sản phẩm này thì Nga cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn rất nhiều, nên Nga mới có thể hàng ngày tiếp tục công việc chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất của Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng Việt Nam, đến tay bạn để bạn có được sức khỏe cho bản thân. Vâng, đông trùng hạ thảo là gì ạ? Đông trùng hạ thảo là một trong những loại nấm được ký sinh trên ấu trùng sâu non vào mùa đông, và trong suốt quá trình đó thì nó sẽ tích được tất cả toàn bộ dinh dưỡng ở trên con sâu non đó, và đến mùa hè thì nó lại mọc lên trên mặt đất như là một loài thực vật. Vâng, thế giới thay đổi rất nhiều khi chúng ta phát hiện ra một loại dược liệu vô cùng quý. Nó không phải là động vật, cũng không phải là thực vật đúng không ạ? Và hàm chứa trong đó vô cùng nhiều các axit amin có lợi cho sức khỏe. Và các vitamin như vitamin A, B1, B2, C, D, E, K. Và các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm. Đặc biệt là trong đó có chất selen. Đây là một chất vô cùng quý hiếm và có tác dụng giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường sức đề kháng và đẩy lùi được rất nhiều các loại bệnh khác nữa. Và sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Vôi Hoan được chiết xuất 75% là từ đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược khác như là táo gai, táo đỏ, gạo nếp, mật ong, vân vân, đã cho ra những viên đông trùng hạ thảo Hong Cho Vôi Hoan tuyệt vời như thế này. Và khi sử dụng thì hết sức đơn giản, nó vô cùng nhỏ gọn để bạn có thể mang theo mọi lúc mọi nơi và sử dụng hàng ngày, giúp cho chúng ta bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt những người mà đang bị suy kiệt về sức khỏe, mới ốm dậy hay sau phẫu thuật thì sử dụng sản phẩm này sẽ giúp cho bạn tăng cường sinh lực. Những anh nam giới hay thậm chí cả các chị em phụ nữ mà đang không cân bằng được vấn đề sinh lý thì chúng ta sử dụng sản phẩm này thì cũng sẽ giúp cho cuộc sống vợ chồng được thăng hoa hơn, hạnh phúc hơn đúng không ạ? Và ngoài ra thì khi sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho bạn có thể đẩy lùi được các bệnh đang tồn tại trong cơ thể như gan, thận, phổi, và đặc biệt là những người bị tiểu đường hay ung thư thì cũng sử dụng được sản phẩm này để hỗ trợ điều trị rất tốt. Chị em phụ nữ thì sử dụng sản phẩm này sẽ ngăn ngừa sự lão hóa, có một cơ thể vóc dáng cân bằng và đặc biệt là làn da thì hồng hào và tươi trẻ. Chính vì vậy, có thể nói sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Vôi Hoan là một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe của bạn. Và bật mí rằng nó cũng sẽ là một trong những món quà rất là tuyệt vời để bạn dành tặng cho ông bà, bố mẹ hay những người mà bạn thương yêu nhất để giúp cho họ có được sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt hơn. Vậy thì bạn không còn phải lo lắng rằng sản phẩm này có tốt hay không nữa đúng không ạ? Hãy truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link trong phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Chúng tôi sẽ tư vấn cặn kẽ cho bạn về sản phẩm, giúp bạn đặt hàng và giao hàng cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.